Dạ, xin chào cả nhà. Hôm nay là ngày 18 tháng 7 năm 2021. Mẹ Quý và cháu em Ngọc Tồ sẽ thâu hai phần của cái chuyện con cá mắc cạn. Thứ nhất là cái phần tiếng Việt, thứ hai là phần tiếng Anh. Thế thì cái project này đó, thứ nhất là phải cảm ơn chị Trúc, là cái người đã đề nghị. Chị Trúc, bạn của chị Khánh ở bên Hòa Lan, có đề nghị làm việc này là bởi vì chị Trúc rất là ái mộ cái giọng đọc của mẹ Quý, giọng đọc tiếng Việt cũng như giọng đọc tiếng Anh. Thì ngày hôm qua đó, cháu em Ngọc Tổ có nói chuyện sơ với chị Khánh thì được biết là cái chuyện này đó là đã được bác nhắc đến trong cái bộ Vua Rừng Lau. Không nhớ rõ là vào năm nào, nhưng mà trước cái năm 1971 là cái năm ghi ở trên cái bìa sách mà mọi người có nhìn thấy trong cái màn hình zoom đây nè. Tức là xuất bản năm 1971. Nhưng mà cái nội dung của cái chuyện này đó đã được đề cập đến trong lúc bác viết cái bộ Vua Rừng Lau, tức là trước năm 71. Thì cái ngày chính xác, năm chính xác thì sẽ thông báo sau. Nhưng mà hiện tại thì chúng ta sẽ được lắng nghe mẹ Quý đọc cái phần tiếng Việt của cái chuyện con cá mắc cạn. Thì cái chuyện con cá mắc cạn này là bác Võ Đình minh họa ở trong trong chuyện, và sẽ mọi người sẽ được xem một tí những cái minh họa trong cái background, và sau đó là cái bản dịch tiếng Anh của bác Võ Đình nhân dịp kỷ niệm 10 năm hoạt động 1962-1971 của nhà xuất bản Sáng Tạo. Thì đằng sau cái bìa có ghi cái địa chỉ của cái nhà xuất bản Sáng Tạo, mà rất là lý thú là đúng cái địa chỉ của nhà Thành Thái, 338 trên 60B Thành Thái Sài Gòn, và trong đó có cả số điện thoại nữa. Thì dưới là có bốn cái tác phẩm sắp được xuất bản bởi nhà xuất bản Sáng Tạo, trong đó có hai tác phẩm của bác trai Sầu Mây và Trai Đắng Trường Sinh, còn lại là hai tác phẩm khác của hai ông khác. Ok rồi, bây giờ là mẹ bắt đầu đọc nha. Ngày xưa có một người lính thú nha, phần tiếng Việt trước. Rồi, xin mời cả nhà lắng nghe. Ngày xưa có một người lính thú, ngang lưng thì thắt bao vàng, đầu đội nón dấu, vai mang súng dài, một tay thì cắp hỏa mai, một tay cắp giáo quan sai xuống thuyền, thùng thùng chống đánh ngũ liên, bước chân xuống thuyền nước mắt như mưa. Đi ngược dòng sông vài ngày rồi lên bộ, lẽo đẽo vượt suối rồi lại xuống thuyền, ngược dòng sông rồi lại lên bộ, cứ như thế dòng dã một tháng trường mới tới nơi đồn trú. Đó là miền biên giới có thác chảy ào ào suốt ngày đêm, có núi chập trùng cao ngất Ok, chân. đi lại đi, dậy chút xíu đi. Cái gì Chắn mất vậy? đường Năm mà. phút rưỡi nha, 5 phút rưỡi, năm phút Cao rưỡi. ngất, chắn mất đường. Vâng, có núi chập trùng cao ngất, chắn mất đường, đúng Đúng rồi. rồi. Chắn mất đường. Đường Rồi. về, Đúng rồi. dọc theo ngọn nguồn con sông chảy xiết là những khu rừng già âm u, nhiều rắn độc, nhiều thú dữ. Đau đớn thay cho người lính thú, anh phải ở đây 3 năm, 3 năm dài, những lo âu thương nhớ bất chắc có thể xảy đến hàng ngày, khiến anh bỏ thay nơi rừng núi hùng vĩ nhưng hiểm độc này. Anh mà ngã xuống thì chỉ một chiếc lá nhỏ cũng đủ phủ thay anh, vì thay anh sẽ rữa nát chiếc lá để rồi mất tích ở đám bùn đen ẩm thấp dưới rừng. Đêm đến anh ngủ, những hình ảnh khủng khiếp đó ùa đến cùng tiếng trác nước để uy hiếp linh hồn anh. Ba năm, 3 năm dài, 3 năm trấn thủ lưu đồn, ngày thì canh điếm, tối dồn việc quan, chém tre đánh gỗ trên ngàn. Chém tre đạn gỗ trên ngàn.
hay sao nhỉ? Mất trang 8, trang 8 ạ. À, hữu thân, hữu khổ phàn nàn cùng ai, miệng ăn măng chúc măng mai, những giang cùng nứa lấy ai bạn cùng, nước trong xanh, con cá vẫy vùng. Phải một hôm kia anh vào giường chém, phải một hôm kia anh vào rừng chém tre đẵn gỗ, anh lạc đến cái khoảng tròn rộng và sâu. Những đá là đá lớn có từng tảng, nhỏ thành từng hòn, nhỏ nữa là cát sỏi. Nước ở đây là trong và có một con cá. Thoảng thấy anh, con cá vùng quấy như muốn tìm nơi ẩn trốn. Người lính thú nào có biết điều đó? Anh ao ước được tự do như con cá kia và buộc lời ngôn. Nước trong xanh, con cá vẫy vùng. Thì lạ thay, con cá đó biết nói. Nó hỏi anh cho là tôi sung sướng lắm sao? Người lính thú đáp, sung sướng lắm chứ. Cảnh thì tình, nước thì trong. Một mình anh thành thơi vùng vẫy. Con cá làm như cất tiếng cười mai mỉa. Tôi giải thích, đây trước là một, không, đây trước là con suối. Một hôm mưa nguồn lớn, đá trên núi xô lăn xuống nguồn ngang, con suối đổi dòng để lại một khúc chết ở đây. Thoạt tiên nước đục, tôi còn khuây khỏa đôi chút vì mình có thể bơi lội tung tăng mà vẫn no ngồi, chẳng phải để ý đến ai và cũng chẳng ai biết có mình mà để ý. Tai hại thay, nước lắng dần. Qua đi một tuần trăng, nước trong suốt như gương. Tôi thấy mình trơ trẽn quá. Anh ơi, dù bị tù trong một vùng nước đã làm một điều đáng buồn. Lại bị tù lộ liễu trong một vùng nước. Trong suốt như gương này thì thật là vừa buồn vừa nhục. Nước trong vắt không có mồi, anh có đói không? Tôi có thể ăn rêu bám ở những hòn đá quanh đây. Người lấy chú lính thú lấy cơm nắm dơ lên và nói, tôi bừa cơm ra rồi ném xuống một ít cho anh nhé. Giọng cá bình thản một cách buồn rầu. Cảm ơn anh, gian nước đục anh làm như vậy thì hay, nhưng nước trong như thế này anh ném xuống để thấy tôi bơi lên đớp lấy, chao ôi, còn cảnh nào tối hổ cho bằng. Người lính thú ngẫm nghĩ sực nhớ điều gì, anh nói, thế tôi mang anh sang dòng sông gần đây vậy nhé. Cá đáp, cảm ơn anh, nhưng cảnh tôi phải nằm lên lòng bàn tay của anh để rồi anh mang sang ra sông thả xuống còn đáng sỉ nhục gấp ngàn lần vạn lần cảnh bị tù thế này. Tôi tuy bị tù ở đây nhưng vẫn nghe thao thức tiếng sông qua mạch đất. Sẽ có ngày mưa nguồn làm tràn bờ giếng này, làm rành khúc sông kia. Lúc đó tôi sẽ nương theo triển nước mà tìm ra sông. Như thế mới đẹp, như thế mới đẹp. Có tiếng mõ thu quân, người lính thú chào cá, bịn rịn ra về. Từ đấy, mỗi khi chém tre, đẵn gỗ hoặc đi kiếm măng chu măng mai. Măng trúc. À, măng trúc, vâng. Măng trúc, măng mai. Qua đây, anh cũng giữ ý chẳng muốn đến bên bờ suối chết để khỏi gây sao động cho con cá bị tù. Thẳng hoặc gặp cơn mưa nguồn khá lớn, anh chạy vội tới đó ném vội xuống khối nước đục ngầu một ít cơm rời rồi ra về, trong lòng không vui vì anh vẫn thắc mắc chẳng hiểu cá có còn ở dưới đó để nhận những hột cơm của người chi kỷ hay đã trườn mình
tìm ra xong rồi. Đó, đó là hết cái phần tiếng Việt. Thì mẹ đọc xong nên mẹ thấy làm sao? Mẹ thấy cái cảnh của con cá với cái cảnh của người lính thú này có giống nhau không? Cái hoàn cảnh của họ có giống nhau không? Hoàn cảnh giống nhau. Con cá thì mắc, bị mắc đấy, mắc cạn đấy. Người lính thú thì thì cũng phải đi làm mà không về được. Đúng rồi, người lính thú cũng bị mắc kẹt luôn. Người lính thú mắc kẹt ở đâu? À, trong cái trang 6 đó. Mẹ xem nó nói, bác nói rất rõ là người lính thú cũng bị kẹt luôn. Trang 6 đó, đau đớn thay á. Đau đớn thay cho người lính thú. Anh phải ở đây 3 năm. 3 năm dài những lo âu thương nhớ. Bất chắc có thể đến hàng ngày khiến anh bỏ thây nơi rừng núi hùng vĩ nhưng hiểm độc này. Anh mà ngã xuống thì chỉ một chiếc lá nhỏ cũng đủ phủ thay anh, vì thân anh sẽ rớ nát trước khi lá, để rồi mất tích vào đám bùn đen ẩm thấp dưới rừng. Đêm đến anh ngủ, những hình ảnh khủng khiếp đó ùa đến cùng tiếng thác nước để uy hiếp tinh linh hồn anh. Đó, ba năm đó. Thì tức là cái hoàn cảnh rất giống nhau. Vâng. Giống nhau. Vâng. Cái sự kiện mà con cá không có muốn nhận cái cơm của cái anh này đó, thì mà thấy làm sao? Con cá này có tự trọng không? Rất có tự trọng. Con cá rất có tự trọng. Cái câu sau cùng đó, mẹ nghĩ làm sao? Mẹ nghĩ là cái con cá này nó sẽ như thế nào? Cái câu sau cùng của tiếng Việt đó. Trang 14. Khi mà anh chạy vội tới đó, ném vội xuống khối nước đục ngầu một ít không rời. Trong lòng không vui. Vì anh vẫn thắc mắc chẳng hiểu cá còn ở dưới đó để nhận những hột cơm của người chi kỷ hay đã trườn mình tìm ra sông rồi. Mẹ nghĩ làm sao? Mẹ nghĩ là cá còn dưới đó không hay đã trườn mình ra sông rồi? Mẹ nghĩ cá đã trườn mình ra sông rồi. Đúng rồi. Khi mà mưa nguồn xuống, nước rành lên, vâng, nâng cái mạch đó lên, thì cá đã tìm đến cái mạch sông để mà bơi vùng vẫy. Có nhiều sông rồi. Do. Vâng. Đó. Hay lắm. Ok. Bây giờ con tạm ngưng nha. Xong cái sách mình tới sẽ là đọc tiếng Anh nha. Vâng. Hay lắm. Cảm ơn mẹ. Vâng, con làm việc nha.